Một đời gắn bó với màu áo lính, Đại tá Đào Văn Thận mang trong mình tình yêu thiêng liêng với quân đội và đặc biệt là hai chữ thể công. Ngày còn trẻ, dù chỉ được nghe qua đài radio, cũng như bao thanh niên thời đó, ông say đắm với trái bóng nhờ biết tới thể công. Niềm cảm hứng được hình thành từ một thầy giáo dạy toán. Trước giờ ấy, mà có trận bóng đá nào, này, mở đầu của nó không phải là kiểm tra 15 phút, mà là nói về trận bóng đá của thể công hôm qua. Cái tình yêu thì cũng nó đến nó rất là nhẹ nhàng. Nếu người thầy dạy toán mang đến những cảm hứng đầu tiên, thì người thầy thứ hai lại vun đắp một cách mãnh liệt hơn tình cảm dành cho thầy công trong ông. Đó là thời điểm năm 1969, khi ông về học ở trường Đại học Kỹ thuật Quân sự, có một thủ môn thể công về làm công tác huấn luyện cho đội bóng của trường. Lần đầu tiên, không phải qua đài tiếng nói, ông được tiếp xúc với một người thể công thực sự. Chúng tôi vẫn gọi là thầy Đức. Thầy Đức này là bị gãy ba cái xương sườn, tất cả vì thể công. Thế cho nên là khi gặp ấy, tôi rất ngưỡng mộ. Và anh ấy bồi dưỡng cho một cái bạn học dưới tôi là Minh Đức thì là sau này trở thành nghệ sĩ ưu tú. Nhưng mà lúc bây giờ ấy, hát đã hay nhưng mà không hay bằng bà Côn. Theo năm tháng, tình yêu ấy cứ lớn dần lên. Thể công trong ông là những ký ức vô giá, những chiến tích được kể đầy ắp sự tự hào. Nhưng cũng có nhiều đau đáu trăn trở khi chứng kiến những thăng trầm của đội bóng quân đội về sau. Năm 2009, khi thể công được chuyển giao cho Thanh Hóa, chỉ giữ lại đội trẻ Việt Ten, ông chính là người hoạt động rất tích cực trên diễn đàn thecong.com.vn, có những bài viết kêu gọi cổ động viên, cổ vũ cho đội hạng nhất Việt Ten, vì đó là lứa tiếp nối cho môi trường đào tạo của các huấn luyện viên thể công. Đến khi Hà Nội T&T có ý định mua cả đội trẻ Việt Ten, chính ông đã viết tâm thư gửi đến những cầu thủ như Ngọc Duy, Quốc Long với lời kêu gọi tha thiết của cổ động viên, hãy ở lại. Đã là một lần mặc áo thể công thì hãy mãi mãi là thể công. Các cầu thủ hãy ở lại để đá đội nhất, để rồi đội nhất sẽ lại lên đá ở V-League. Nhưng tiếc rằng là sau này các cầu thủ đó họ không thấy cái tương lai của thể công trở lại. Và họ không thấy là cái môi trường đấy phát triển được tài năng của họ. Không có thể công thì tôi chẳng biết ông Thận đâu. Tôi thấy quý nhất ở ông là có một cái nhiệt tình và một cái năng lượng hoạt động. Tuổi cao nhưng mà sẵn sàng cùng với các cháu duy trì được cái website thể công gần hình năm trời. Mà nhất là những cái lúc khó khăn, những cái lúc mà xuống hạng. Lại là những cái lúc mà cái hoạt động của chú Thận rất nhiệt tình. Có những cổ động viên khuyết tật cho đến bây giờ vẫn cứ những trận bóng của đội Viettel hiện nay là đẩy xe lăn lên, rồi thì các bạn bè là khiêng xe lăn lên khán đài để xem. Thì đấy, tất cả những cái đó đóng góp đó chính là người đầu tàu của là chú Thận. Có đọc rất nhiều bài của anh ấy và có những cái bài viết của anh ấy giới thiệu, anh ấy cổ vũ động viên hội cổ động viên thể công. Thì phải nói là với một cổ động viên như anh Thận là rất là quý, bởi vì anh ấy vừa là có một cái sự nhiệt tình và anh ấy vừa có kiến thức. Thực ra là anh ấy cũng có nhiều cái đóng góp hết sức hiệu quả. Chắc hẳn những người yêu đội bóng áo lính vẫn không quên cuộc vận động xin 1 triệu chữ ký vì sự trở lại của thể công. Một kế hoạch rất táo bạo, dù không để lại kết quả như mong đợi, nhưng với những người tâm huyết cho chiến dịch đó, họ vẫn ánh lên niềm hy vọng. Cái tên thể công có thể mất, nhưng tình yêu dành cho thể công là mãi trường tồn. Chú Thận là cái người luôn luôn tạo nên một cái không khí ở các cái nơi xin chữ ký, sẵn sàng cầm cái tờ giấy to tướng như này mà đến từng người cổ động viên già trẻ ngồi trên các cái ghế khán đài để xin chữ ký. Mình làm cái đó mình còn hơi ngượng sợ có người ta ủng hộ, có người ta không ủng hộ sao, nhưng mà chú là nhiệt tình như thế. Tôi để phát hiện đó là bản khổ to A3, nhưng mà như thế này thì không thể xin đủ được 1 triệu chữ ký. Tôi mới chế bản ra cũng cái bản đó nhưng mà làm gọn trong cái A4. Bên này là cổ động viên bóng đá thể công, này là phiếu xin chữ ký trở lại tên thể công. Xong đó có các cái cột thứ tự họ và tên, địa chỉ và chữ ký, nhưng đề rất rõ là Thành phố Hồ Chí Minh. Thế sau đó in và photo ra, xong lại thay cái chữ Thành phố Hồ Chí Minh là
thành phố Hà Nội, cổ động viên thầy Công thì có mặt trên cả nước. Tôi sẽ gửi cái đó về cho các cháu. Các cháu sẽ trực lại nhân ra để cùng với các bạn cổ động viên thầy Công đi xin ở bất cứ đâu, ở cơ quan mình, ở trường học mình, ở những trận bóng đá. Thế thì người ta ngồi xem bóng đá của đội khác đấy, nhưng mà tấm lòng người ta đối với thầy Công thì trên cả nước. Cho nên là ngày ấy thu được rất nhiều chữ ký. Tuy là chưa thể thành công nhưng đã thành nhân, tức là một cái tiếng trống để gõ vào cái sự tâm thức của các lãnh đạo quân đội để quan tâm tới điều đó. Có một câu chuyện mà Đại tá Đào Văn Thận không thể quên. Ấy là khi một cổ động viên ở thành phố Hồ Chí Minh có kế hoạch ra thăm đảo Trường Sa. Một ý tưởng lóe lên trong đầu ông, mang hình ảnh thầy Công ra với những người lính đảo. Không phải là ai cũng được ra Trường Sa, mà không phải là ai cũng là ra Trường Sa cũng là cổ động viên bóng đá thầy Công. Và tôi góp ý với bạn đó là gì? Cháu phải chuẩn bị áo mà cổ động viên bóng đá thầy Công vẫn mặc. Bác sẽ gửi cho cháu 2 triệu để mua cái tivi mang ra tặng. Tôi muốn là cán bộ và chiến sĩ đảo Trường Sa khi mà xem hậu duệ thầy Công đá thì mặc áo của cổ động viên bóng đá thầy Công, xem cái tivi của cổ động viên bóng đá thầy Công gửi tặng, đã đưa được hình ảnh của thầy Công ra đảo Trường Sa. Đối với một cầu thủ bóng đá mà có được một cái những cái cổ động viên như anh Thận thì là rất là tuyệt vời. Tiếp xúc trò chuyện với nhiều huấn luyện viên, nhà báo, trang bị cho mình thêm kiến thức bóng đá, ông thậm chí còn tìm hiểu đối thủ của hậu duệ thầy Công, câu lạc bộ Viettel sau này. Ông ví nếu yêu thầy Công là một nghiệp thì việc nghiên cứu đó chẳng khác nào một bệnh nghề nghiệp. Ở cái tuổi đã hơn 70, nhưng tình yêu dành cho thầy Công hào hùng ngày xưa và cho câu lạc bộ Viettel hiện tại vẫn luôn cháy bỏng. Với những cổ động viên như ông, một lần thầy Công, mãi mãi thầy Công. Bạn sẽ hỏi tôi có tình yêu nào mà đơn giản thế? Tôi sẽ nói tình yêu chỉ cần bền khi mộc mạc chân quê, đâu cần gì một lời thề cửa miệng. Các bạn ơi, với tôi và các bạn, thể công ơi, mãi mãi một tình yêu.